Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phong thủy Thịnh Vượng, trực thuộc công ty Phong thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi kiến thức phong thủy mà chương trình cung cấp đều nhận được sự trợ duyên bởi Master Phùng Phương, là thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày nhé. Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi Phong thủy Thịnh Vượng. Kính chúc quý vị cùng gia đình mạnh khỏe, bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, việc thờ Phật tại gia từ lâu đã trở thành một phong tục quen thuộc của các tín đồ Phật giáo với mong cầu bình an, tài lộc, may mắn đến với gia đình. Mỗi một pho tượng Phật lại mang một ý nghĩa khác nhau. Trong đó, tượng gỗ Phật Di Lặc đại diện cho sự tươi vui và hạnh phúc viên mãn đang được khá nhiều người lựa chọn trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, muốn tượng Phật Di Lặc thu hút tài lộc, vận may cùng những điều tốt lành đến với gia đình thì đòi hỏi các gia chủ cũng cần phải biết cách đặt tượng sao cho đúng, thuận quy luật phong thủy thì mới có tác dụng. Đặc biệt, việc đặt tượng Phật Di Lặc trong nhà được các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng cần tuyệt đối tránh phạm phải 5 kiêng kỵ sau đây để tránh đại họa sát thân, tán gia bại sản. Hãy cùng theo dõi video của Phong thủy Thịnh Vượng ngày hôm nay để biết đó là những điều kiêng kỵ gì nhé. Các gia chủ thân mến, tượng gỗ Di Lặc là một món đồ phong thủy được rất nhiều người Việt Nam sử dụng bày trí trong nhà, văn phòng, cơ quan. Thế nhưng thực tế thì không phải ai cũng biết cách đặt tượng Phật Di Lặc gỗ đúng cách để chiêu tài hút lộc. Sau đây, Phong thủy Thịnh Vượng sẽ chỉ ra cho các gia chủ những kiêng kỵ khi đặt tượng Phật Di Lặc sao cho đúng phong thủy nhất. Kiêng kỵ thứ nhất, không để tượng Di Lặc bằng gỗ ở dưới mặt đất. Vị trí dưới mặt đất hay sát mặt đất được đánh giá là vị trí thiếu tôn nghiêm. Đặc biệt, khi để tượng ở vị trí thấp như vậy cũng sẽ khiến tượng dễ bị bụi bẩn, bị va chạm. Đây là điều cấm kỵ khi bày trí tượng Phật Di Lặc. Kiêng kỵ thứ hai, không đặt tượng Phật Di Lặc trong phòng ngủ, phòng bếp, lầu dưới. Nếu đã quyết định bày trí tượng Di Lặc, bạn cần biết rằng chỉ nên đặt tượng Di Lặc ở vị trí tôn nghiêm, trang trọng tại phòng khách hoặc phòng làm việc. Tuyệt đối không được đặt tượng Di Lặc ở phòng ngủ vì khiến giấc ngủ không yên, dễ mộng mị. Bạn cũng không nên đặt tượng Phật Di Lặc trong phòng bếp. Nếu gia đình bạn có nhiều tầng hoặc có gác xếp, bạn cần chú ý không đặt tượng ở chỗ đi lại nhiều vì hành động đi lại trên đầu tượng Phật được cho là hành động bất kính. Vì thế, tốt nhất bạn nên đặt tượng ở vị trí lầu cao nhất trong nhà. Kiêng kỵ thứ ba, không nên thờ quá nhiều Phật trong nhà. Theo các chuyên gia phong thủy, bạn chỉ nên thờ tối đa 3 vị Phật trong nhà, vì thờ càng nhiều Phật sẽ càng khiến bạn dễ bị phân tâm. Kiêng kỵ thứ tư, không để tượng Phật Di Lặc gỗ trong tủ hoặc trong két. Tượng Di Lặc gỗ là biểu trưng của thần thánh, mang yếu tố tâm linh, không phải là vật trang trí, vì vậy không được đặt tượng trong tủ kính hoặc két sắt. Theo quan niệm tâm linh, người ta cho rằng để Phật trong tủ sẽ khiến ngài không hài lòng. Nếu phạm phải điều này, gia đình có thể sẽ gặp nhiều điều không may mắn, dễ ốm đau, bệnh tật. Kiêng kỵ thứ năm, không để tượng bị bẩn. Tượng Phật Di Lặc bị bẩn không chỉ phạm phong thủy mà còn thể hiện sự vô tâm của gia chủ với thần linh. Do đó, đối với tượng Di Lặc hay bất kỳ tượng thần thánh trong gia đình, gia chủ nên lau chùi tượng sạch sẽ mỗi ngày bằng khăn sạch. Tướng mạo tượng gỗ hoặc sứ Di Lặc ngày nay được miêu tả với hình ảnh cơ thể khỏe mạnh, mập mạp, áo mặc hở bụng, căng tròn, phô cả rốn, đi chân đất. Tính tình Phật Di Lặc cũng được miêu tả kỳ lạ không kém so với thân hình. Nói năng vô định, thích ngủ ở đâu thì ngủ. Người thường cầm trên tay một cây gậy, mang theo một túi vải để đựng những thức ăn được cho, sau đó phân phát lại cho những người khác. Ngoài ra, Phật Di Lặc thường gắn liền với hình ảnh tươi cười, hiền hòa, hoan hỷ, dáng bệ vệ, thân hình thấp, tròn đầy. Với hình ảnh này, Phật Di Lặc vốn được coi là biểu tượng của sự ấm no, đủ đầy và một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc. Vậy để thỉnh Phật Di Lặc về nhà, các gia chủ cần thực hiện như thế nào? Những người thờ Phật tại gia trước hết phải nhờ người làm lễ khai quang, chọn giờ tốt, ngày tốt. Tuy nhiên, đây chỉ là tín ngưỡng hoặc phong tục dân gian,
chứ không hề được quy định trong kinh Phật. Theo Pháp Sư Tịnh Không, trong quyển sách Phật giáo là gì, thì khi thỉnh tượng Phật về nhà, không cần thiết phải nhờ Pháp Sư hay bất kỳ ai khai quang, bởi chính tượng Phật, Bồ Tát vì chúng ta mà khai quang. Theo quan điểm Phật giáo, thì Phật, Bồ Tát có mặt khắp mọi nơi, không nơi nào không ứng hiện. Do đó, việc thỉnh Phật Di Lặc về nhà chủ yếu dựa vào cái tâm của gia chủ khi thờ Phật. Chỉ cần chọn một chỗ nào mình cho là tôn quý nhất, rồi với tình cảm thành kính nhất, và chọn một thời điểm thích đáng nhất để đặt tượng thờ Phật là được. Cách thờ cúng Phật Di Lặc. Phật Di Lặc với nét mặt phúc hậu mang nhiều tốt lành. Tuy nhiên, cần phải nhớ Phật Di Lặc là một vị Phật chứ không phải thần tài, nên cách thờ cúng Phật Di Lặc trong nhà cũng sẽ khác xa với thần tài. Trước tiên, trước mặt Phật thì không nên cầu xin danh vọng hay tiền tài vật chất. Cúng lễ Phật Di Lặc là cúng chay. Nguyên do dẫn đến việc làm trên là việc tay Đức Phật Di Lặc cầm vàng, cầm tiền, cười cầu tài. Đức Phật Di Lặc bị thần tài hóa. Nhưng tệ hơn, một thứ thần tài không được thờ cúng trang trọng mà đẩy ra cửa, ra phòng khách làm người tiếp thị. Hình ảnh mà người theo đạo Phật rất kính trọng, tôn thờ, mang tính chất thiêng liêng. Là Phật tử, chúng ta nên hiểu đúng Ngài là ai và không nên trưng bày như một hình nộm tiếp thị. Điều đó là nguyên do dẫn đến những kiểu như quán thịt nướng Buddha, mì gói A-di-đà, dầu gió Phật Linh, đèn cầy Quan Âm là những điều tối kỵ. Cách đặt tượng Phật Di Lặc đúng phong thủy. Cách tốt nhất là nên đặt ở nơi dễ thấy và tôn kính ở trong nhà. Sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, tinh thần về nhà thường rất uể oải. Đặt tượng Phật Di Lặc ở chỗ dễ thấy nhất, để khi bước vào nhà nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của Phật thì mọi mệt mỏi sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nhìn ngắm nụ cười Phật thường xuyên còn giúp mang lại niềm vui trong cuộc sống. Để tượng Phật Di Lặc phát huy được công dụng thì các bạn cần đặt theo đúng phong thủy. Sau đây là một số vị trí nên đặt tượng Phật Di Lặc. Vị trí thứ nhất, đặt tượng ở cung sinh khí. Trong bát trạch thì cung sinh khí hướng Tây Bắc là vị trí tốt nhất để thu hút tài lộc, danh tiếng và thăng quan phát tài. Do đó, việc đặt tượng ở hướng này sẽ giúp chủ nhân có nhiều may mắn, sức khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Vị trí thứ hai, đặt tượng ở cung Thiên Lộc. Đối với những người đang nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong cơ quan hoặc các chính trị gia thì nên đặt tượng ở cung Thiên Lộc, hướng Đông Nam, trong văn phòng hay bàn làm việc. Ngài sẽ độ trì cho bạn có tinh thần minh mẫn, luôn vui vẻ lạc quan, thêm bạn bớt thù và sự nghiệp hanh thông. Vị trí thứ ba, đặt tượng ở phía Đông. Trong cuộc sống gia đình không thể tránh những lúc mâu thuẫn và cãi vã, khiến các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng. Nếu bạn đặt một bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ ở phía Đông trong nhà, sẽ giúp hóa giải mọi rắc rối, gắn kết các thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, với quan niệm đặt tượng Phật trong nhà để chiêu tài, hút lộc, mong cầu bình an, thế nên hầu như gia đình nào cũng sở hữu một bức tượng dù là lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, tượng Phật Di Lặc cũng có rất nhiều kiểu dáng, hình thức khác nhau và mỗi kiểu dáng lại mang một ý nghĩa riêng. Vậy nên, khi lựa chọn tượng Phật Di Lặc về trưng bày trong nhà, các gia chủ cũng cần nắm được ý nghĩa của từng hình dáng tượng để có thể lựa chọn kiểu tượng có ý nghĩa phù hợp với mong cầu của gia đình mình. Vậy thì tượng Phật Di Lặc có những ý nghĩa gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay nhé! Bên cạnh việc theo dõi các video trên kênh Phong Thủy Thịnh Vượng thì quý khán giả còn có thể tham khảo các kiến thức phong thủy trên kênh YouTube Master Phùng Phương và lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong Thủy Thế Giới quý vị nhé! Ý nghĩa của tượng Phật Di Lặc trong phong thủy. Trong phong thủy, tượng Phật Di Lặc mang ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn, vui vẻ, hạnh phúc viên mãn. Ngoài ra, Ngài thường xuất hiện với rất nhiều hình tượng như cành đào hay cây đào, cây tùng, quả hồ lô, con rơi, con nghê, cốc ba chân, các em bé, tiểu đồng, củ nhân sâm, gậy như ý, con nghê, bao tiền. Với mỗi hình tượng lại mang đến những ý nghĩa tượng Phật Di Lặc vô cùng độc đáo. Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa tượng Phật Di Lặc qua các hình tượng. Thứ nhất, ý nghĩa tượng Phật Di Lặc vây quanh là những đứa trẻ. Tượng Phật Di Lặc vây quanh là những đứa trẻ, còn gọi là tiểu đồng.
chúng ta thường thấy hình ảnh có 1, 2, 3, 5, 9, 18 hay lên đến 36 đứa trẻ vây quanh Phật Di Lặc. Tùy theo số lượng đứa trẻ mà ta có tên gọi tượng Phật Di Lặc Tam Phúc, tượng Phật Di Lặc Ngũ Phúc. Với những tư thế vô cùng vui nhộn, đứa thì nhéo tai, đứa thì béo chân, đứa thì xoa đầu, đứa thì ngồi trên người. Các hình ảnh của những em bé này cũng khác nhau, có bé véo mũi, bé nhéo tai hay xoa đầu. Nếu chỉ thoáng nhìn thì nhiều người sẽ nghĩ đây là cảnh hỗn độn không có bố cục. Tuy nhiên, hình ảnh này lại mang ý nghĩa rất đẹp và sâu sắc. Đó chính là lời chúc con đàn cháu đóng, gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, không bận tâm lo lắng bất cứ điều gì. Một hình tượng mà bất cứ gia đình nào đều mong muốn. Thứ hai, ý nghĩa tượng Phật Di Lặc ngồi dưới gốc tùng. Theo văn hóa dân gian Việt Nam, cây tùng là một loại cây quý, đại diện cho sự sinh sôi, nảy nở, nên tùng được sử dụng rất nhiều trong các biểu tượng phong thủy. Ví dụ như bộ tranh tứ quý, tùng, cúc, trúc, mai, tượng trưng cho bốn mùa no đủ, hạnh phúc, may mắn. Trong bốn cây tứ quý, có duy nhất cây tùng là cây có sức sống mạnh liệt nhất. Chúng có thể tồn tại và phát triển trong mọi điều kiện thời tiết và dinh dưỡng khắc nghiệt nhất. Trong phong thủy, cây tùng tượng trưng cho sự ngay thẳng, cho ý chí mạnh liệt không ngại khó khăn, gian khổ. Do vậy, hình tượng Phật Di Lặc ngồi gốc cây tùng mang đến ý nghĩa gia đình luôn mạnh khỏe, luôn biết phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Thứ ba, ý nghĩa tượng Phật Di Lặc vác cành đào hoặc ngồi gốc cây đào. Trong phong thủy, quả đào tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe, dẻo dai. Hình tượng quả đào cũng thường xuất hiện với hình tượng ông thọ. Hình tượng Phật Di Lặc vác cành đào hay ngồi dưới gốc cây đào mang thêm ý nghĩa gia đình mạnh khỏe, trường thọ. Ngoài ra, cây đào còn có tác dụng trấn áp tà khí, xua đuổi các hùng khí và nạp vượng khí. Thứ tư, ý nghĩa tượng Phật Di Lặc kéo bao tiền. Túi vải hay còn gọi là bao tiền của Phật Di Lặc còn được gọi là túi càn khôn. Nó có thể chứa đựng được mọi thứ. Ta thường thấy Phật Di Lặc xuất hiện với hình ảnh kéo hoặc ngồi lên bao tiền. Ngoài ra, hình ảnh này thường đi kèm với các đồng tiền, thỏi vàng xung quanh. Ý nghĩa tượng Phật Di Lặc kéo bao tiền tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, phú quý. Thứ năm, ý nghĩa tượng Phật Di Lặc với gậy như ý. Gậy như ý còn được gọi là vương trượng như ý. Đây là một pháp khí trong phong thủy. Gậy như ý là biểu tượng của quyền lực, địa vị. Nó tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và có tác dụng xua đuổi các tà khí và nạp vượng khí. Tượng Phật Di Lặc cầm gậy như ý mang đến ý nghĩa đem đến địa vị, quyền lực, may mắn, hạnh phúc cho gia chủ. Thứ sáu, ý nghĩa tượng Phật Di Lặc và con rơi. Ta có thể thấy hình ảnh con rơi thường xuất hiện rất nhiều trong các kiến trúc đình chùa, nhà cổ và trong các hoa văn điều khắc. Trong phong thủy, con rơi được coi là phúc thử, bởi trong tiếng Hán, chữ rơi đồng âm với chữ phúc. Con rơi thường xuất hiện thêm với các hình tượng như đồng tiền. Chúng là biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc và sức khỏe. Hình tượng Phật Di Lặc và con rơi mang đến ý nghĩa rất độc đáo. Đó là mong muốn mang đến cuộc sống vui vẻ, may mắn, tài lộc, sức khỏe cho gia chủ. Thứ bảy, ý nghĩa tượng Phật Di Lặc với bình hồ lô. Trong phong thủy, hồ lô là vật phẩm phong thủy có tác dụng rất lớn. Nó tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ. Ngoài ra, hồ lô còn có tác dụng xua đuổi các khí xấu, nạp vượng khí. Người ta thường dùng hồ lô để thu hút các may mắn, tài lộc và xua đuổi các điều không may. Vì thế, tượng Di Lặc cầm bình hồ lô mang ý nghĩa đem đến may mắn, sức khỏe, tài vận cho gia chủ. Ngoài những hình tượng trên, tượng Phật Di Lặc còn đi kèm với rất nhiều hình tượng khác như cốc ba chân, thiềm thừ, củ nhân sâm, con nghê. Với mỗi hình tượng lại mang đến cho chúng ta những ý nghĩa tượng Phật Di Lặc vô cùng độc đáo. Quý vị thân mến, tượng Phật Di Lặc ngày nay không chỉ giới hạn trong khu vực thờ cúng của đạo Phật. Tượng đã xuất hiện phổ biến hơn trong mỗi gia đình, trong cơ sở kinh doanh hay là văn phòng làm việc. Ở mỗi hình tượng khác nhau lại mang ý nghĩa riêng biệt.
Tuy nhiên, dù là hình tượng nào thì ý nghĩa sâu xa khi thờ cúng ngài vẫn là cầu mong sự may mắn và tốt lành đến với chúng sinh. Quý khán giả hãy lựa chọn cho gia đình mình một tượng Phật Di Lặc ưng ý nhất để bài trí trong nhà, giúp chiêu tài, hút lộc, cải thiện sức khỏe cho cả gia đình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!